Lớp mình đã thấy cái bài giảng chưa? Dạ. Thấy và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu qua một cái môn mới, môn vi sinh nha. Môn vi sinh này chúng ta sẽ nói vào 3 buổi. 3 buổi là buổi rồi. Buổi hôm nay là buổi thứ sáu, tuần sau có 2 buổi là cũng là thứ năm, thứ sáu là tuần sau kết thúc á. Nhưng mà các anh chị có thể dời tuần sau buổi thứ sáu mình buổi thứ sáu giờ xuống buổi thứ tư được không? Thay vì tuần sau là buổi thứ năm, thứ sáu mình dời vào thứ tư, thứ năm được không? Mình có học nữa. Tư không có môn cô ạ, để lát các bạn đông rồi cô nói luôn để các bạn nắm thông tin là thứ tư học buổi thứ sáu á cô. Là hôm nay chúng ta sẽ nói về môn vi sinh. Môn vi sinh thật ra nó cũng rất là nhiều, rất là dài. Nếu như mà bây giờ các anh chị học có hệ cao đẳng á, hoặc là kể cả trung cấp cao đẳng nói chung á, thì cái môn này á, nó bao gồm có tất cả là hai phần, đó là phần vi sinh vật, vi sinh vật y học và ký sinh trùng y học. Vi sinh vật y học và ký sinh trùng y học. Khi mà thì trong cái vi sinh vật á, thì nó lại có là vi khuẩn và virus. Còn về ký sinh trùng y học á, thì nó sẽ nói về các loại giun, sán và kể cả vi nấm. Và sau này nếu mà anh chị mà có cơ hội mà học lên nữa đó, thì thông thường ấy, thì nó sẽ cái môn này nó sẽ phân tách ra chứ nó không tập trung nữa. Tức là cũng tùy theo chương trình đào tạo nha, nhưng thông thường người ta sẽ tách ra luôn. Đó là bao gồm có là gì, cái môn vi sinh y học riêng là một môn, là môn nói về vi khuẩn và virus, và một môn riêng đó chính là ký sinh trùng y học, và nói về chỉ nói về giun, sán và các loại vi nấm. Đó là từ một môn mà người ta phân ra làm hai môn như vậy. Còn ở đây là chúng ta sẽ học gộp lại chung hết. Và có thể là chúng ta sẽ học không hết trong cái tất cả những bài mà cô đưa đâu. Nên là những cái phần nào mà đại cương á cần phải nắm thì cô sẽ nói. Cái phần nào quan trọng thì cô sẽ nói. Còn những cái phần nào ví dụ như là virus thì cũng có rất là nhiều, hoặc là vi khuẩn có rất là nhiều. Vi khuẩn gồm có những cái con cầu khuẩn, có trực khuẩn, có sóng khuẩn, có phải khuẩn, vân vân, rất là nhiều. Nên chúng ta không thể mà chỉ có 3 buổi thôi, có nhiều bài đại cương nữa, cho nên là có thể là mình sẽ không nói hết được tất cả những vi khuẩn đó. Mình chỉ nói một hai con đại diện thôi nha, mình chỉ nói một hai con thôi để các anh chị nhìn thấy, các anh chị biết là ở cái cách để mà mình đọc cái tài liệu về con vi khuẩn nó là như thế nào. Và sau này á, hoặc là các anh chị nào mà muốn tìm hiểu về vi sinh vật thì các anh chị có thể là tìm mua các cái giáo trình. Các giáo trình có rất là nhiều ở các cái nhà sách y học. Thì chúng ta có thể mua mua sách là vi sinh vật y học, hoặc là chúng ta có thể là mua các quyển vi khuẩn y học riêng, hoặc là mua những cái quyển virus y học riêng, hoặc là mua các mua quyển ký sinh trùng y học riêng. Để về mà chúng ta có thể là tham khảo, đọc thêm, đọc để tăng thêm cái hiểu biết cho mình. Hoặc là trong quá trình mà các anh chị đi thực tập bệnh viện, hay là chúng ta đọc một cái thông tin nào đó, nghe về một con vi khuẩn hoặc một con virus nào đó, chúng ta có thể là về lật ra cái cuốn sách đó để mà mình tìm hiểu về những cái thông tin liên quan tới con vi khuẩn, virus hoặc là ký sinh trùng.
ngày đầu tiên trong cái chương trình này thì giới thiệu với anh chị là đại cương về vi sinh vật. Đại cương về vi sinh vật y học. Chúng ta sẽ nói về đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của cái phần vi sinh vật của chúng ta đó chính là vi sinh vật. Vậy thì khái niệm vi sinh vật, vi là nhỏ, thì vi sinh vật đây là những sinh vật rất là nhỏ, và cụ thể nó chính là sinh vật đơn bào đó. Vậy sinh vật đơn bào đây là những sinh vật mà có cái cấu trúc của nó là chỉ có một tế bào thôi. Còn những sinh vật là đa bào á, tức là có sự thành lập mô hoặc là có sự phối hợp nhiều cái tế bào vào. Còn vi sinh vật thì là những sinh vật đơn bào, và những sinh vật này nó có thể đứng riêng lẻ một mình nó, hoặc là đôi khi những cái sinh vật này nó sẽ xếp thành từng đám. Ví dụ như là cầu khuẩn là một cái con vi khuẩn dạng hình cầu, hình cầu. Và nếu như mà những con cầu khuẩn này á mà nó xếp lại với nhau tạo thành từng đám thì người ta gọi đó là tụ cầu. Và đặc biệt đối với sinh vật á, là chúng ta không thể quan sát được bằng mắt thường, chúng ta không thể nào mà quan sát vi sinh vật bằng mắt thường được. Vậy thì muốn nhìn nó thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của kính hiển vi. Và trong sinh giới á, thì ngoài hai cái giới lớn đó là động vật và thực vật mà chúng ta đã biết đâu rồi, hai giới đó là động vật và thực vật, hai giới này mình đã biết rồi, đã được nghiên cứu từ rất là lâu rồi, nhưng mà người ta thêm thêm một cái giới nữa, ta gọi là giới sinh vật đơn bào hay còn gọi là vi sinh vật này. Trong cái giới vi sinh vật này hay người ta còn gọi là sinh vật đơn bào á, nó là những sinh vật là đứng riêng lẻ, đây nãy mình nói nè, đứng riêng lẻ hoặc là có thể xếp thành từng đám. Và những cái vi sinh vật này gồm có vi khuẩn, có virus, rồi có động vật nguyên sinh, protozoa, và là có vi nấm, đã thuộc về vi sinh vật. Và trong cái thành phần của vi sinh vật này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vi khuẩn và virus. Anh chị theo kịp không ạ? Và vi khuẩn là gì? Cấu trúc nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái bài đại cương về vi khuẩn. Và virus cũng có một bài tương ứng như vậy, đó là đại cương virus. Và đối với vi sinh vật á, thì nó có rất là nhiều, có rất là nhiều. Ví dụ như là lĩnh vực hoạt động như là của ngành thú y thì chúng ta có vi sinh vật thú y, hoặc là lĩnh vực về nông nghiệp thì mình có những vi sinh vật, ví dụ như vi khuẩn virus gây bệnh ở trên các loại thực vật, hay đó là vi sinh vật thực vật, hoặc là vi sinh vật mà có ảnh hưởng trong các ngành công nghiệp, ví dụ như là công nghiệp chế biến thực phẩm hoặc là về công nghiệp phụ gia vân vân, thì sẽ nghiên cứu về những vi sinh vật liên quan tới ngành công nghiệp. Còn chúng ta sẽ học về vi sinh vật y học. Đây là cái môn học chuyên nghiên cứu về các vi sinh vật, và những vi sinh vật này nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Về lịch sử phát triển ở đây tôi không nói, các anh chị có thời gian thì các anh chị có thể là đi tìm hiểu về lịch sử phát triển của vi sinh y học ha, hoặc là mình có thể đọc nó vào trong những cái quyển liên quan tới vi khuẩn virus, nó sẽ có lịch sử phát triển, hay người ta còn gọi là gì, những cái buổi đầu của ngành vi sinh y học á, rồi nó phát triển là thời kỳ hoàng kim hoặc là qua đến thời kỳ vi sinh y học trong thời hiện đại nè, vân vân. Và trong cái lịch sử phát triển cái cột mốc đầu tiên đó là cái ông Leeuwenhoek. Leeuwenhoek sinh năm 1632 và mất năm 1700,
32 à, 723 chứ rồi. 723 đây lộn sao. Thì cái ông Leeuwenhoek này ổng là người Hà Lan, thì ông này đã tự mình chế tạo ra cái kính hiển vi đầu tiên trên thế giới. Và cái kính hiển vi đầu tiên á, nó được phóng đại khoảng tầm khoảng 270 lần á. Và cái ông Leeuwenhoek này nè, ông đã lấy một cái giọt nước á, ông mới soi vô cái kính hiển vi tự tạo của mình, và ông tình cờ phát hiện ra được một cái thế giới hoàn toàn mới lạ ở trong cái giọt nước đó. Thì lúc đó ông mới viết cái mô tả mình mà mình có thể nhìn thấy được á, cho cái hội hoàng gia Anh. Ông mô tả là gì, có hàng ngàn cá thể sinh vật, có hình thể hình 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 ống, rồi hình xoắn, nó di chuyển rất là nhanh và rất là nhiều ở bên trong cái giọt nước đó. Và sau này á, thì cái khái niệm vi sinh vật á, mới được ra đời chính thức tới mãi nè, tới năm thế kỷ khoảng tầm thế kỷ 19 lúc đó mới khái niệm vi sinh vật ra đời. Rồi các anh chị có thể là về đọc thêm nha, về danh pháp và phân loại vi sinh vật. Thì đối với danh pháp của vi khuẩn, nó được đặt theo cái hệ thống tên kép của giống và loài. Ví dụ như Staphylococcus aureus, thì ở đây là gì, tên giống của nó ở phía trước là Staphylococcus, tên loại phía sau. Và người ta có thể là viết tắt là chữ S, sau đó chấm khoảng cách và aureus, và danh pháp của vi khuẩn. Về phân loại vi khuẩn thì trong cái phân loại vi khuẩn á, thì cái phần phân loại mà cao nhất á, ta gọi là giới, giống như nãy mình đã nói có giới động vật, giới thực vật và giới vi sinh vật. Trong mỗi một giới á, thì nó sẽ chia ra nhiều ngành, trong mỗi ngành á, thì nó có nhiều lớp, trong mỗi một lớp á, thì nó sẽ có gì ạ, có nhiều bộ, trong bộ mỗi một bộ thì sẽ có nhiều họ, trong mỗi một họ thì lại có gì ạ, có tộc, nhưng mà bây giờ người ta ít cái từ sử dụng cái từ tộc lắm. Tới họ là tới giống này, tới giống rồi, trong giống thì có loài, loài rồi dưới loài thì có nhiều dạng, dạng trên tiếp. Và cuối cùng trong mỗi một tiếp nếu mà có nhiều sự thay đổi thì người ta có thể là cho nó là chủng. Và loài là cái đơn vị cơ bản nhất trong cái phân loại vi khuẩn, chúng ta sẽ gọi là loài. Các chị theo kịp không ạ? Và đây chỉ là, đây là một cái cách phân loại á. Đôi khi mà mình còn nhiều cái phân loại khác nữa. Đây là cái đây là cái phân loại của vi khuẩn, phân loại các giới theo nhiều tác giả Linus hoặc là Pitaker. Và thường thì ông Pitaker được sử dụng cái cách phân loại của ông được sử dụng nhiều hơn, chia ra các cái giới động vật, thực vật, rồi chúng ta nhóm và mô ra. Cái này mình chỉ đọc thêm thôi nha, các chị có thể tìm hiểu thêm về cái cách phân loại, về tầm quan trọng của vi sinh vật. Nhất, gây hại. Đối với tác hại của vi sinh vật, đầu tiên đây là cái tác nhân gây nhiễm trùng đất nước và không khí. Các anh chị biết là trong đất luôn luôn gì ạ, trong đất có vi sinh vật, trong nước cũng có, trong không khí cũng có nữa. Nhiều khi mà mình có những cái vết thương ấy mà mình không có chăm sóc, hoặc là không có rửa, hoặc là không có bịt kín á, không có băng bó lại á, mình để cái vết thương đó mà tiếp xúc bên ngoài không khí á, nó cũng rất là dễ bị nhiễm khuẩn, có nguy cơ bị nhiễm khuẩn rất là cao. Hoặc là có vết thương mà mình cứ lội sông, lội suối hoặc một tắm hồ bơi, nó cũng rất là dễ bị viêm nhiễm, kể cả trong đất vậy nữa. Nên đây là cái tác nhân gây nhiễm trùng, và không chỉ là nhiễm trùng của môi trường tự nhiên bên ngoài đâu nữa, mà nó còn gây nhiễm trùng gì ạ, gây nhiễm khuẩn những cái vết thương, gây nhiễm trùng bệnh viện. Và đồng thời
vi sinh vật nó còn phân giải thức ăn, giống như mình sử dụng thức ăn mà mình dùng không hết, mình để bên ngoài nhưng mà mình không biết cách bảo quản thật phù hợp, thì lúc này những cái thành phần, những cái thức ăn đó nó sẽ bị hư hại đi, ví dụ như là ôi thiêu, thì đó là do cái sự phân giải của vi sinh vật, hoặc là nó có thể là phân giải những các cái sản phẩm sinh học mà chúng ta cần bảo quản, chúng ta không biết cách bảo quản hợp lý, nó cũng sẽ làm các cái sản phẩm đó bị hư hại đi. Đặc biệt quá quan trọng, cái tầm gây hại rất quan trọng đó là các vụ dịch, tạo nên các cái vụ dịch gây bệnh cho cộng đồng. Nhỏ thì là những cái vụ dịch lẻ tẻ, có thể là từng nhóm nhỏ hoặc là trong một cái làng xã nhỏ nhỏ thôi, còn lớn hơn nữa thì có thể là gì, cả thị trấn, tỉnh hoặc là một cái thành phố. Còn rộng hơn nữa thì có thể là một quốc gia hoặc là nhiều quốc gia, đa quốc gia, hoặc là toàn thế giới. Và hiện nay có rất là nhiều vi khuẩn kháng lại kháng sinh, nên mà cái việc điều trị hoặc là sử dụng các loại kháng sinh đó, chúng ta cần phải rất là thận trọng. Và thận trọng nhất là trước khi chọn lựa chọn một cái kháng sinh nào đó thì mình nên là xem cái độ nhạy của vi khuẩn đối với kháng sinh nó như thế nào, bằng cách là chúng ta có thể là chọn kháng sinh dựa theo cái xét nghiệm, dựa vào cái nghiệm của quân cái xét nghiệm này, cái tức là chúng ta cấy vi khuẩn vào trong cái đĩa có thẩm kháng sinh. Nếu như mà vi khuẩn nó vẫn mọc bình thường, tức là cái vi khuẩn này nó kháng lại kháng sinh rồi. Còn nếu như mà chúng ta cấy vào trong đó mà vi khuẩn nó không mọc được hoặc là nó mọc rất ít, thì tức là cái kháng sinh này có tác dụng đối với ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn hoặc là có thể là diệt khuẩn được. Và cái thí nghiệm đó người ta gọi còn gọi đó là kháng sinh đồ. Về tác dụng có lợi, vi sinh vật không phải là chỉ nó có hại không đâu mà nó còn có lợi nữa. Thì cái lợi nó là lợi như thế nào? Đó là thứ nhất, nó đóng vai trò trong cái hai chu trình chuyển hóa carbon và nitơ. Cái thứ hai là quang hợp, làm giàu dinh dưỡng cho đất. Và các chị đấy là khi mà một sinh vật chết đi, ví dụ như có thể là động vật hoặc là có thể là thực vật, thì lúc này sẽ có hiện tượng gì, hiện tượng phân hủy. Vậy thì để mà xảy ra cái hiện tượng này, đó là chính là có sự tham gia của vi sinh vật. Nó là có lợi nha, lên men thực phẩm. Và một số thực phẩm mà chúng ta thấy là rất là ngon, ví dụ như bây giờ có trên thị trường có những thức uống mà bổ sung lợi khuẩn, ví dụ như Yakult nè, hoặc là Gobi này, hoặc là gì, hoặc là một số thực phẩm khác, ví dụ như là hoặc là rượu nè, nem này, rồi nem giấm nè, đúng không? Các loại thực phẩm. Đồng thời, các cái vi sinh vật mà thường trú trên cơ thể mình á, có thể là thường trú ở trên da hoặc là trên các khoang cơ thể, ví dụ như là vi sinh vật ở đường âm đạo, hoặc là vi sinh vật ở đường miệng, nó có thể là giúp chúng ta chống lại các cái vi sinh vật khác, tức là chống lại những vi sinh vật gây bệnh. Và đồng thời, vi sinh vật là một cái nguồn nguyên liệu để sản xuất vaccine. Các anh chị biết khi mà các anh chị đi tiêm vaccine á, và chúng ta đưa vào trong cơ thể mình là các thành phần của vi sinh vật đó, hoặc là đôi khi nó có thể là cả một con vi sinh vật luôn, đưa vào trong cơ thể để mà kích thích cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể. Hai, vi sinh vật còn có thể sử dụng để mà tạo ra huyết thanh miễn dịch, hoặc là tạo ra các cái chất phẩm y học khác. Và đồng thời với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay ấy, thì cái mô hình nghiên cứu về di truyền học, nghiên cứu về gen của các vi sinh vật cũng đang rất là phát triển. Thì chúng ta muốn chẩn đoán vi sinh vật dựa vào đâu? Chẩn đoán vi sinh vật, chẩn đoán vi sinh vật là gì? Thường á, mình đi đến bệnh viện mình có bệnh, mình nói là chẩn đoán bệnh là xác định bệnh người bị bệnh gì, để đưa ra cái hướng điều trị sao. Còn chẩn đoán vi sinh vật, chúng ta hiểu nôm na là xác định danh tính của một con vi sinh vật. Vậy làm sao chúng ta có thể xác định được danh tính của nó?
đó là dựa vào những đặc tính sau đây. Đặc tính thứ nhất đó là hình thái học. Mình có thể sử dụng phương pháp gì soi nhuộm này, rồi soi nè để nhìn thấy cái hình dạng của nó như thế nào. Hoặc là chúng ta có thể là dựa vào phương pháp là gì, nuôi dinh dưỡng, nuôi cái xem nó có thể là mọc được trong cái môi trường nào để xác định được nó. Hoặc là dựa vào cái hình thức chuyển hóa của nó, ta lấy một không gian sinh vật cho tác dụng với một cái hóa chất nào đó để xem là phản ứng nó như thế nào, ví dụ như là phản ứng đổi màu hay là phản ứng tạo sủi bọt đúng không? Hoặc là dựa vào đặc tính là gì, đặc tính kháng nguyên. Đây là một cái đặc tính rất là quan trọng, đặc tính kháng nguyên của vi sinh vật. Hoặc là có thể là dựa vào các hoạt động của kháng thể, hoặc là sử dụng các phản ứng dùng kháng nguyên hoặc là kháng thể đánh dấu để mà chẩn đoán được vi sinh vật này. Các chị mà muốn tìm hiểu về các kỹ thuật chẩn đoán thì chúng ta có thể là đọc thêm một số tài liệu khác nữa nha, để là mình có thể là hiểu rõ hơn. Này chúng ta lướt qua thôi. Rồi, thì mình vừa lướt qua sơ qua về cái đại cương vi sinh vật. Đây chúng ta sẽ sang cái một cái bài thứ hai nha. Các chị có theo kịp không?